chào các bạn khán giả của kênh Bốn Mùa Ẩm Thực nha. Hiện giờ mình đang có mặt ở trên đường Tân Sơn Nhì, ở đây thuộc phường Tân Sơn Nhì luôn các bạn, quận Tân Phú ở Sài Gòn á. Thì ngay chỗ này đây thì mình thấy có tiệm hủ tiếu mì cá rồi xá xíu diêm sum, hủ tiếu mì tài ký cho các bạn. Thì đi ngang thì mình thấy khách ăn rất là đông luôn các bạn, xe đậu rất là nhiều. Trộn hủ tiếu, làm hủ tiếu thì nằm ở phía trước cái mặt tiền luôn, cho nên nhìn rất là hấp dẫn và khách ăn đông. Quán cũng rất là rộng các bạn, cho nên mình quyết định vào đây mình sẽ quay một số hình ảnh ở đây rồi ăn review các bạn cùng xem. Mình mời các bạn cùng vào quán với mình nha. Đây là đường Tân Sơn Nhì, ở đây thuộc phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú đó các bạn. Thì ở đây là tiệm quán ăn tài ký, bán các loại hủ tiếu mì cá rồi bánh bao xíu mại rồi các bạn. Thì hiện giờ khách ngồi full bàn các bạn, cái quán rất là lớn và sạch đẹp ha. Và khi bước vào thì xe có thể là đậu cặp theo vỉa hè rất là nhiều luôn các bạn, và có người trông coi cho mình. Và khi bước vào thì ở đây là ngay cái quầy mở luôn các bạn, nấu hủ tiếu mì rồi ngay tại chỗ nữa luôn. Khi mình bước vào thì mình sẽ tiếp cận ngay luôn. Đây là chỗ anh này nấu mì nè. Cục mì thảy rồi luôn nha các bạn. Cắt rau ăn kèm trong cái tô hủ tiếu nè, thì xà lách các bạn, rồi hẹ nha, rồi hành á, mình thấy như là những cái món hủ tiếu của người Hoa đó các bạn. Ở trong thì khách rất là đông luôn, quán rộng lắm các bạn. Quán hủ tiếu mì cá bánh bao xíu mại tài ký ha. Đây chị đây làm hủ tiếu mì, đây hủ tiếu mềm, rồi mì á, cá đây các bạn. Ở đây mình thấy khách ăn hủ tiếu cá rất là nhiều, hủ tiếu mì cá, rồi thịt bằm các bạn. Anh kia bên kia trụng hủ tiếu trụng mì, bỏ qua bên chị ở đây là xử lý hết luôn. Cái nước nêm các bạn, rồi rau cá, khách ăn cá ngon rất là nhiều luôn. Hành hẹ, cái nước lèo rất là sôi luôn các bạn ơi. Nói vậy mùi rất là thơm á, đặc trưng của cái nước lèo, nước hủ tiếu của người Hoa đó các bạn. Đây là thịt bằm nè, nước nêm, rồi thấy có hành phi tóp mỡ để chung, rồi xá xíu các bạn, rồi rau ha. Và đặc biệt đây là cái phần cá phi lê tươi cho các bạn, rồi bỏ vô tái nó sẽ chín ra đó, nó chín như thế này. Hủ tiếu mì khô, hủ tiếu mì cá ở đây rất là nhộn nhịp, bạn làm liên tục bởi vì khách rất là đắt luôn, ngồi full bàn luôn các bạn ơi. Và có những khách hàng đang đứng phía ngoài để chờ mua mang đi đó. Mì này ở nhà mình tự chế luôn anh ha. Đúng rồi, tự làm. Rồi cái hủ tiếu mềm nữa các bạn. Đây mì là mì tự làm ha. Bán khô bán nước về đầy đủ nha các bạn. Mình bán được mấy năm rồi chị? 22 năm luôn các bạn. Chứng tỏ thâm niên cũng rất là lâu ha. Và khách hàng đây là những khách hàng thường xuyên lui tới. Chị cho mình hỏi là bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? 6 giờ tới 12 giờ. Buổi sáng tới trưa thôi ha. Các bạn ghé ăn thì ăn từ sáng tới trưa, chiều tối không có nha các bạn. Mình thấy những cái cọng mì được trộn rất là ngon các bạn. Mình thấy nó bung ra và nó xoắn á, có nghĩa là nó sẽ có cái độ giòn á. Thấy còn thấp quá, anh thấy cao nữa. Có mì cá gì chứ về không? Bên kia đang thảy mì à. Cái đó đi mì quần sao đi.
hủ tiếu còn lé. Cá quá chừng luôn. Tô này bao nhiêu chị? 41 rồi. Đấy, nãy kêu rồi. Tô đó con này. À, khách mang đi ha. Đúng rồi. Chị làm rất lạc rồi, mình lia máy không kịp luôn á. Tại vì khách rất đông. Có gì cá trước, có gì hoặc cả cá tiếp rồi sao? Cái bánh đậu ơi. Cá nhiều các bạn, đa số thấy khách ăn cá không? Làm như đây là chuyên cá. Rồi thịt bằm. Nước lèo rất là sôi và tô tiếu mì cá có lòng mên. Cái nồi nước lèo sôi bùng bùng luôn nè các bạn. Hai mì một hủ tiếu, hai hủ tiếu mì, 5 lít cá cũng về. Hủ tiếu người qua thì mình thấy để hành phi với tóp mỡ vô cũng nhiều. Nhưng mà thật ra sau này hủ tiếu Việt Nam người ta cũng vậy các bạn ơi. Ở đây bánh xếp rồi há cảo rồi xíu mại khô, xíu mại nước ha. Cái này mình khi khách tới mình sẽ đem ra rồi khách ăn cái gì khách chọn xong rồi mình sẽ đem vô trở lại mình bỏ trong đây mình giữ nóng ha. Cái này là cách kêu không kêu gì mình sẽ đem ra trước ha. Thì xíu mại nước hết vậy ha. Dạ, xíu mại nước rồi xíu mại khô nè. Cái này là há cảo nè ha. Cái này bao nhiêu? Những cái này bao nhiêu? Dạ 40. Những cái này là 40 các bạn. Còn chén là xíu mại nước là 20. Ăn kèm bánh mì rồi nữa cũng được ha. Rất là nóng luôn các bạn, giữ nóng rất là tốt luôn. Bánh bao đâu cô? Bánh bao ở trên hả cô? Bánh bao như một cái vậy cô? 30.000 một cái bánh bao các bạn. Lúc nào cũng giữ nóng các bạn ơi. Bàn bên kia khách rất là đông luôn các bạn. Ngồi đi gia đình đó, ngồi cái bàn chắc mười mấy người luôn á. Ở quầy này thì là để lo về nước đó các bạn. Bán về nước ha. Ở đây thì mình thấy có giải khác thì có cà phê đá, cà phê sữa đá, hồng trà đá, trà bông cúc, sữa đậu nành và nước ngọt luôn nha các bạn. Xá xíu quá nhiều luôn các bạn. Tiếc là mình đứng bên đây mình không có quay cận được, không qua kịp. Nước gì anh? Trà bông cúc 10.000 anh hả? Mắt lạnh các bạn ơi. Lúc này thịt xá xíu được lên đầy lắm các bạn, dễ dùng luôn. Rồi hành phi, mỡ hành cũng đầy luôn. Bây giờ là gần 9 giờ các bạn, bán tới 12 giờ trưa luôn. Đầy luôn. Mì tự chế luôn các bạn. Mì tươi
rồi, chú đậu ơi. Cái vòi nước này lúc nào mình có cho nó chảy vậy hết à? Đúng rồi. À, có nghĩa là sạch này để cho nó quá. À. Ở đây từ trên các bạn, nước sạch sạch sẽ vào cái ngăn này. Rồi cái ngăn nước sạch này sẽ chảy qua cái ngăn này, đó qua cái lỗ này. Rồi từ ở cái này là nước người ta đã trụng cái mì vô nước này đó các bạn. Thì những cái nước mà người ta đã trụng mì các bạn thì nó sẽ chảy ra đây, có nghĩa là tạo một cái hệ thống tuần hoàn á, nước sạch nó chảy qua đây rồi những cái nước cũ nó sẽ chảy ra đây. Lạ ha. Tiệm hủ tiếu mì Tài Ký nằm ở trên đường Tân Sương Nhì, ở đây cũng thuộc phường Tân Sương Nhì, quận Tân Phú ở Sài Gòn đó các bạn. Thì địa chỉ của quán hủ tiếu mì Tài Ký là ở số 185A Tân Sương Nhì, phường Tân Sương Nhì, quận Tân Phú. Mọi thông tin về địa chỉ, giờ bán và bản đồ chỉ đường mình cập nhật đầy đủ trong video và trong phần mô tả video. Các bạn gần xa quan tâm thì xem qua nhé. Các bạn cùng mình xem sơ qua về cái menu của quán hủ tiếu mì Tài Ký nha các bạn. Hủ tiếu xá xíu, hủ tiếu cá, mì xá xíu, mì cá, hoành thánh, mì xá xíu cá, xíu mại nước, xíu mại khô, há cạo, bánh xếp hẹ, bánh xếp cua, bánh bao chưng, bánh bao. Thì mình thấy ở đây có tầm giá từ khoảng 30.000 cho đến khoảng 46.000 đó các bạn. Ở trên bàn thì cũng có sa tế, nước chấm đồ đầy đủ các bạn. Mình làm cái miếng nước chấm ha. Rồi sa tế nè, rồi nước tương nha các bạn, rồi chai giấm nè. Rồi tương nhá nhớ. Quán xong các bạn, lúc mà chưa ăn thì quán rất là đông luôn, thì mình không có bàn để mình ngồi và mình lúc đó mình quay thì sẽ rất là ảnh hưởng đến thực khách đó, cho nên mình đi các bạn, mình đi vòng vòng ở ngoài thì khoảng hơn một tiếng nữa thì mình mới ghé lại, thì mình có cái bàn và mình có một cái góc riêng tư để mình quay nha các bạn. Mình gọi một cái tô đặc biệt các bạn để review cho các bạn cùng xem. Ở đây 46.000 là tô đặc biệt, nhưng mà ở đây mình trong tô này có thêm cái hoành thánh cho các bạn, cho nên sẽ là 56.000. Mình mời các bạn cùng dùng với mình tô mì hoành thánh đặc biệt ở quán Tài Ký nha các bạn. Mình gọi một cái tô mì nước, ngoài ra các bạn có thể là ăn mì khô cũng được ha. Tô mì nước là cái cọng mì, mì ở đây do quán tự chế nha các bạn. Rồi những cái viên hoành thánh nè, ở đây cá các bạn, chuyên về cá, mình thấy khách hàng tới đây ăn cá rất là nhiều. Mình đặc biệt thì cá và xá xíu nha các bạn. Rồi những cái hành nêm, hành phi, rồi hẹ ha. Rau thì mình có chút xà lách và hẹ và giá nha các bạn. Rồi người ta còn đem thêm cho mình một ít túp mỡ và cái hành phi đó nè. Và cái chén chấm thì mình mới vừa làm đó các bạn. Cái lúc này cái nước lèo đó chạy mùi rất là thơm nè. Cái nước mì rất là ngon các bạn. Cái vị đặc trưng hủ tiếu người Hoa, có nhiều khi mình không biết về cái bí kíp các bạn. Thì thường mình nấu thì mình để xá sùng, cá thùng mình nướng lên, hoặc là khô cá bảnh mình cũng nướng lên, mình bỏ vào nước cho nó có vị đặc trưng và nó thơm. Rồi có thể là người ta nướng khô mực nữa các bạn. Còn những cái bí quyết riêng thì mình không biết nha các bạn. Những cái mì ở đây là mì quán tự chế các bạn, tự làm luôn ha. Cái mì trứng, mì tươi ha, cọng mì nó cũng nhỏ, nó không có to,
và khi mà trụng các bạn, nước rất là sôi ha, mình thấy cọng mì nó xoắn lại, nó bung ra thì có nghĩa là nó sẽ có cái độ giòn đó các bạn, và nó không có bị dính đó. Cũng có ớt các bạn, ớt ba chi ha, cho vào một ít mình ăn ha. Rồi ngoài ra còn người ta cho mình có chén hành phi và tép mỡ ha, mình cho vào thêm vào đây mình ăn. Thì có xà lách và giá hẹ ha, này mình cho hết vô luôn. Lúc này cái tô rất là đầy các bạn, ăn sẽ no nê luôn á. Mình là quay review cho nên mình gọi cái gì cũng đặc biệt hết trơn á, cho nên ăn rất là nhiều luôn. Ở đây mì còn có những cái viên hoành thánh nữa nha các bạn. Cái hoành thánh ở đây, cái lớp vỏ phía ngoài thì trục nó mềm mại các bạn. Cái nhân ở trong thì là thịt và tôm người ta quết đó các bạn, cho nên ăn rất là bùi, rất là ngọt thịt, ngọt vị thịt vị tôm. Rồi người ta ướp cũng vừa ăn các bạn, rồi nó có cái độ quết cho nên nó cũng có cái độ dai dai ha. Rau, giá, hẹ ha, rồi những cái hành nêm á, ăn vô nó giòn và thơm và nó tăng thêm hương vị. Cũng còn nhiều cái xát xíu các bạn, rồi hoành thánh nè, thịt bằm á, rồi cá các bạn, rồi những cái miếng xát xíu nè. Cái nước của tô mì đây mình húp nó ghiền luôn các bạn. Rồi những cái miếng xá xíu thì mềm á, thơm, ngon. Ở đây những cái loại thịt thì mình thấy hình như là chỉ có là cá và xá xíu thôi các bạn. Mình thấy người ta ăn cá rất là nhiều. Rồi hoành thánh nữa các bạn, thì nó có cái nhân thịt, nhân tôm á. Rồi có những cái điểm sắm nữa các bạn, khi mà mình ngồi vào thì người ta sẽ đem ra. Nhưng mà rất tiếc là khi mình hồi nãy mình đi xong mình quay trở lại thì bây giờ thì tới trưa cái điểm sắm nó đã hết rồi các bạn, cho nên mình không có gọi ha, chứ mình cũng muốn gọi điểm sắm ra để mà ăn review cho các bạn xem á. Rồi đây là những cái phần cá cũng rất là nhiều nha các bạn. Có lẽ hồi nãy là mình trộn qua, mình bỏ rau vô nó cũng bị nát nát bớt á. Có những phần tóp mỡ và hành phi nó lẫn vào nước các bạn, ăn vô nó béo và nó thơm á. Và cá trong này cũng còn rất là nhiều. Cái cá thì mình thấy là cá ở đây tươi các bạn, đã cắt phi lê ha, bỏ vào tô và cho nước sôi vào thì cá nó nước sôi nước nóng tự nó chín luôn bạn, cho nên ăn rất là tươi và nó giữ được cái độ ngọt của cá các bạn. Thì ở đây chỉ mình thấy thật chỉ là hoành thánh rồi cá rồi xá xíu các bạn, nhưng mà bấy nhiêu đó mà bán cũng lâu năm cho nên khách ăn rất là đông. Mình thấy một cái tô cũng rất là chất lượng các bạn, nước lèo ở đây cũng khá là đặc biệt. Giá cả ở đây như vậy là mình thấy cũng là chấp nhận được các bạn. Các bạn vừa xem một số hình ảnh mình quay ở quán Hủ Tiếu Mì Tài Ký nha các bạn. Thì mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình cần sự ủng hộ của các bạn. Các bạn nhớ đón xem những video tiếp theo của mình. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở video sau nhé.